giờ tại thời điểm hiện tại này, bây giờ đang là 17 giờ nhé các bạn nhé. Thì đến tầm khoảng là 20 giờ thì sẽ có trận bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan. Đến tầm 20 giờ thì mình hy vọng là Việt Nam sẽ có thêm một món nữa. Anh em mình sẽ được thưởng thức thêm một cái món lẩu Thái các bạn nhé. Trận đấu ngày hôm nay thì em nghĩ là Việt Nam sẽ thắng 3-1 đi. Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải, ba cầu thủ đấy là ghi bàn. Dự đoán của em là Việt Nam thắng 3-1, ba cầu thủ đấy ghi bàn. Ý anh đấy, anh cũng nghĩ là hôm nay Việt Nam sẽ thắng 3-3. Ok, thế hai anh em mình xuất phát trước đi. Mời tất cả mọi người nhá. Phương Lan TV xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ tại thời điểm hiện tại này, bây giờ đang là 17 giờ nhé các bạn nhé. Thì đến tầm khoảng là 20 giờ thì sẽ có trận bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan. Hôm nay anh em mình là chuẩn bị từ chiều giờ để chuẩn bị công tác cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan các bạn nhé. Hôm nay anh em mình chuẩn bị rất nhiều đồ các bạn nhé. Đây là một cái mâm chim bồ câu này, đây là một cái mâm cá quả này, và đây là một cái mâm chuột. Hôm nay anh em mình làm ba món với cái hy vọng là hôm nay là mình sẽ có cái thêm một cái món nữa là món lẩu Thái các bạn nhé. Hôm nay đến tầm 20 giờ thì mình hy vọng là Việt Nam sẽ có thêm một món nữa. Anh em mình sẽ được thưởng thức thêm một cái món lẩu Thái các bạn nhé. Thì bây giờ là anh em mình sẽ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị thôi, vì bây giờ thời gian cũng gấp rồi. Đến lúc nữa là còn 3 tiếng nữa thôi. 3 tiếng nữa mà làm tất cả các ba món này thành cái món nướng thì cũng mất rất chi là nhiều thời gian nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ anh em mình bắt tay vào công việc là chế biến món ăn các bạn nhé. Một cá to quá. Tôi phải lặng các bạn. Nhà nhà ăn cũng rất khỏe. To này. Đây là chút mẹ cá. Đây là cái món thịt chuột nướng các bạn nhé. Đây cái chuột nướng là anh em mình là hôm nay là nướng tẩm gấp gia vị là đây. Mẻ này. Gừng này. À riềng đúng không? Hôm nay anh mình tẩm gấp riềng với cả là gừng nhé các bạn nhé đây. Hành khô. Hành khô nữa. Sa tế này. Đây mấy cái gia vị tẩm ướp món chuột đấy nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì là hôm nay anh em mình có cái món này là cực kỳ hấp dẫn này, món cá quả nướng các bạn nhé. 7 kg cá quả mà có 5 con thôi, thì tức là tầm khoảng là 1,5 cân một con cá quả nhé. Con cá quả có kích thước như này, trọng lượng như này là cực kỳ hiếm nhé các bạn nhé. Hôm nay cái cá quả này sẽ được làm món nướng các bạn nhé. Bây giờ anh em mình đã làm thịt xong rồi, bây giờ sẽ đi tẩm ướp gia vị để làm món cá quả nướng các bạn nhé. Đây này, cá quả của anh em mình sẽ mổ theo chiều này nhá, và sẽ moi hết cái phần ruột của nó ra nhé các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ khía như này, khía dọc thân của nó theo đường này nhá, để tí nữa mình tẩm ướp gia vị thì nó sẽ ngấm gia vị nhé các bạn nhá. Thì như vậy là khi mình nướng nó sẽ ngon nhé các bạn nhá. Đấy, cá quả nướng. Chim câu ngon. Đang đâu hết chị. Đang đâu hết chị. Thì hấp dẫn quá nhỉ. À,
Hôm nay anh nhà mình tổ chức nấu nướng để cổ vũ bóng đá Việt Nam nhé các bạn nhé. Hôm nay là toàn gọi là chuyên gia ẩm thực thôi. Đây anh Hiền thì là một trong những chuyên gia ẩm thực là cũng có tiếng ở khu vực Đông Anh Hà Nội nhé các bạn nhé. Đấy. Để quý vị và các bạn cứ lên Google hay là lên YouTube mà search đầu bếp Hiền cái là đoán ra các bạn nhé. Đây là chim câu, bên cạnh đường người đẹp. Chim câu là người đẹp nhá. Chim đẹp. Một cái mới. Thầy đã ướt là sắp chuẩn bị xong rồi. Thế bỏ thêm ớt rồi. Thầy đẹp không? Dạ. Có lấy rượu không? Có lấy rượu. Thầy đẹp nhìn chim vừa không? Thầy đẹp nhìn chim vừa. Thầy đẹp nhìn chim vừa. Đi suốt cả 2 ngày mai trên xe không? 8 giờ. Nhiều đây. Anh làm hàng anh phải lấy từ phải lúc cá các bạn nhá. Bắt được từ đồng đặt đặt. Tôi đang làm cái món gia vị để ướp cá các bạn nhá. Cho bấm rồi thì cho thêm bấm vào đây đi. Thêm à? Ừ, thêm bấm. Thêm bấm. Làm vài loại nước chấm, ai cứ chấm thì chấm. Cái cá nướng này, một cá nướng này nếu mà chuẩn ra có thời gian thì mình sẽ phải tẩm ướp trước các bạn. Hôm nay là anh em mình là làm hơi gấp nên không tẩm ướp ra bên trước. Đây là mình tẩm ướp qua thôi. Mình khía này để cho nó ngấm gia vị này, tí nữa xong cái phần gia vị còn lại là mình sẽ nhồi vào bên trong cái bụng con cá các bạn. Thì khi nướng là khi con cá nó nóng lên thì cái gia vị đấy nó ngấm vào bên trong, ngấm từ trong ra ngoài và gia vị từ ngoài vào bên trong thì ăn nó sẽ ngon. Ướp và muốn gia vị gì nướng cũng các bạn phải cho thêm cái dầu nhá. Quân đọc số xem của ai lớn các bạn nhá. Đang làm năm ạ. Cái món chim bồ câu nướng này của mình này thì cái công đoạn tẩm ướp gia vị nó cực kỳ là công phu các bạn nhé. Đây này, có thêm cả cái thành phần mà những cái gia vị gọi là bí quyết. Đây này, mọi người nhìn thấy cái phần gia vị mà tẩm ướp này trên bề mặt của nó nhìn nó hấp dẫn rồi nhá. Bây giờ có thêm cái gia vị nó nhồi vào bên trong bụng của nó này. Đây, cái gia vị này nhìn thế này, đố quý vị và các bạn biết đây là cái gia vị gì. Đây, nó đen này.
kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ là chỉ còn một tiếng nữa thôi là bắt đầu là trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan các bạn nhé. Mình mất cả buổi chiều là chuẩn bị những cái đồ đây để phục vụ là công tác là cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thì nhất chắc chắn là mình tin rằng là hôm nay Việt Nam sẽ thắng. Hôm nay anh em mình có mặt ở đây đông đủ nhá. Tí nữa thì sẽ có một đội nữa. Ở đây là mới chỉ là một nhóm người nhỏ thôi. Thì bây giờ là tất cả những cái đồ món ăn của anh em mình chuẩn bị đã sẵn sàng rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ chuyển vào trong nhà để công tác chuẩn bị xem bóng đá các bạn nhé. Chào mọi người nhá. Cô phê cái này. Đây cháu cầm này. Thế này mới cắt thôi. Đấy, quay à? Con nữa. Tôi sẽ chín trắng hết chỗ này. Con này to đấy nhỉ. Đúng quá. Con này ngon nhất. Thì chim. Siêu này thông minh đấy. Sân đuổi ước ra. Cảm thấy cháy hết ký đâu. Thôi đây này. Đây này. Sợ xét. Đây là ngoài đây. Đây là ngoài. Thôi cháy hết ký. Báo. Cái được nhiều chuyện khi nào mẹ nó nhận lắm. Ôi cả nhà thôi ngồi đi hồ. Đây. Chờ đợi gì nữa. Xuống ra đi ra không giờ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 11. Tôi chủ nhà. Đây là vợ tôi. Hôm nay tôi làm cái bữa cá nướng, chim nướng và thịt chuột nướng. Mời anh em đến đây cổ vũ đội bóng đá Việt Nam. Anh em mình cùng lưng đi. Việt Nam chiến thắng lúc nãy mấy cái chân giường. Thắng mà cũng gây mà cũng thua. Đó là cái nhiệm vụ em phải đến. Em thì bếp chủ nhà tí nhá, thì bếp chủ nhà mới là tiếp mọi người nhá. Thì bây giờ hôm nay là anh em mình là tụ tập để cổ vũ bóng đá này. Thì rất là mọi người phải có một cái ý kiến phát biểu về liên quan đến bóng đá nhá. Thì hôm nay là anh em mình là tụ tập để cổ vũ bóng đá này. Thì rất là mọi người phải có một cái ý kiến phát biểu về liên quan đến bóng đá nhá. Thì hôm nay là anh em mình là tụ tập để cổ vũ bóng đá này. Thì rất là mọi người phải có một cái ý kiến phát biểu về liên quan đến bóng đá nhá. Thì hôm nay là anh em mình là tụ tập để cổ vũ bóng đá này. Thì rất
nghĩ là Việt Nam sẽ thắng 3-1 đi. Đang bận hết rồi, xem. Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải, ba cầu thủ đấy là kịp bài. Dự đoán của em là Việt Nam thắng 3-1, ba cầu thủ đấy là kịp bài. Ý anh đấy, anh cũng nghĩ là hôm nay Việt Nam sẽ thắng 3-3. Ok, thế hai anh em mình xuất phát trước đi. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi tới em dự đoán nhá. Em dự đoán hôm nay sẽ là 3-0 và hoàn toàn là do Duy Mạnh ghi bàn, bởi vì em là quê quê Duy Mạnh. Mày thế nào mày đi? Nhưng mày về đá không phải thòng mày phải ghi bàn các bạn. Mày 3-0 do hoàn toàn là Duy Mạnh ghi bàn. Đáng đấy. Thế này hôm nay Duy Mạnh nhân là tiền đạo rồi. Nào anh Quân. 2-1 ghi vào đội tuyển Việt Nam và cầu thủ Quang Hải sẽ ghi một bàn và cầu thủ Tuấn Anh. Tôi rất hy vọng của Tuấn Anh hôm nay sẽ ghi bàn, tại vì trận đấu trước Tuấn Anh đã cực kỳ hay, những đường bóng của cầu thủ đá rất sắc nét. Tôi rất hy vọng của Tuấn Anh hôm nay sẽ ghi bàn. Còn em thì em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình YouTube. Thì hôm nay em sẽ dự đoán là đội tuyển Việt Nam hôm nay sẽ thắng hoàn toàn là 3-0. Riêng về toàn bộ hôm nay em rất gọi là tin tưởng về cầu thủ Quang Hải, vì em quê Quang Hải nhá. Xin chào mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ dự đoán Việt Nam sẽ chiến thắng với tỷ số là 3-1, đồng với chủ nhà với cả anh Nam. Anh Nam anh Thiền.
với kết quả tỷ số 3-1 này, trong số đó là có những người ghi bàn như sau: là một là Hùng Dũng, hai là Quang Hải, ba là Văn Lâm. Ba là Văn Lâm. Không, em không gọi Văn Lâm. Văn Lâm sẽ cố gắng làm sao chỉ để Thái Lan ghi được một quả mà Việt Nam sẽ ghi 3 quả. Okay. Chúc mừng Việt Nam chiến thắng. Chúc mừng mà em. Văn Lâm lên bắn chính nhỉ? Em còn kết có penalty mà Văn Lâm lên đá penalty. Nếu mà nó vào Thái Lan. Nói đi. Văn Lâm uống đâm bắn lại không? Bắt cho gọi là gì đấy một thằng ai? Nói đi. Việt Nam thắng 3-1 chứ anh em nhá. Rồi. Anh đâu nhỉ? Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Việt Nam này thắng như cả trong 2-0. Không có dự đoán nên thôi. Như ở dân cả đâu. Dự đoán mà. Em đọc không Tuấn kìa. Tôi à. Chào anh như thế. Xin chào tất cả các bạn. Tôi Nguyễn Thành Tuấn, lái xe của công ty Ngoại Đồng Hát Đỗ Thành Hương. Hôm nay tôi được dự buổi thân mật với tất cả anh em, tất cả mọi người. Và tôi cứ muốn tôi là tôi muốn là chả một không một xuống mà thằng nhiều. Rồi, mình đại diện cho anh em đấy. Lớp dưới nó công gì mà to đây? Cái ghế. Công rượu, xin các bạn đây công rượu. Ủa đây, một rượu. Nước ngoài chào. Xin chào. Chú ạ, chú đoán đội tuyển Việt Nam với mình với Thái Lan thế nào? Mọi người xin chào toàn thể khán giả cổ vũ cho đội bóng. Chú đoán là tôi dự đoán đội bóng sẽ Việt Nam sẽ thắng 2-1 ạ. Vâng, xin cảm ơn chú. Cô dự đoán thế nào ạ? Gọi chị thôi nhé. Chị cũng muốn Việt Nam thắng 3 này. Vâng vâng, xin cảm ơn cô. Chiến thắng nhiều mà. Cái trận đấu này ấy, nếu mà Việt Nam ấy cầm hòa được Thái Lan là đã là chiến thắng rồi, đúng không? Mình đang 10 điểm, sau trận này mình có 11 điểm, Thái Lan đang 7 điểm, Thái Lan đang 8 điểm, vẫn kém mình 3 điểm. Việt Nam mình là hoàn toàn là đang là đứng đầu bảng G, đúng không ạ? Thế là trận này là hòa, Việt Nam đã là chiến thắng. Kỳ vọng của anh em mình là dự đoán là Việt Nam thắng 3-1. Việt Nam thắng 2-1, Việt Nam thắng 3-0. Không thể nhận được thôi. Nhưng mà nếu Việt Nam mà trận này là hòa là một cái chiến thắng là vang dội rồi. Thì chúc mừng đội tuyển Việt Nam và chúc mừng là hôm nay mình là kỳ công. Anh em mình là bỏ ra những công sức gần đây cho cái đội tuyển chính thức cổ vũ chắc chắn là Việt Nam là tất cả các cái đội còn lại là phải ngán Việt Nam, nói chung là vẫn đứng đầu bảng. Và có một điều tôi cũng lưu ý với cả mọi người này, nay trận hòa Thái Lan mình ra giữ được nguyên qua cái đường cả, có điều rất là hài lòng. Nhưng mà tôi xin phép mọi người, tôi rót cho mọi người một tí nữa để mừng ngày mai là cái lòng Thái.